Nay thì tháo cái con máy hai củ khoai, cái con này EUN HI300 này, xem là bên trong cái nội thất bên trong của nó như nào anh em nhé. Thì đây, đây là toàn bộ những cái phần ruột bên trong sau khi mình tháo cái con máy này ra. Làm sắp xếp rất là tối ưu, một con máy nhỏ như thế này mà họ có thể nhét được vào đây nguồn này, LCD này, thấu kính này. Đấy, nhìn chung là nó cũng sắp xếp rất là khoa học và tối ưu luôn. Thì cái công nghệ máy chiếu trong các cái năm trước ấy, thì nó sẽ là máy nó rất là to và cồng kềnh. Tuy nhiên sang cái năm 2023 này thì nó đã có một cái công nghệ mới, đấy là cái công nghệ LCD dọc. Nó sẽ loại bỏ đi hoàn toàn những cái gương phản xạ để nó tạo thành một cái đường thẳng luôn. Nên là sắp xếp thì nó sẽ dạng dọc như thế này thì nó sẽ tiết kiệm được khá là diện tích cũng như là tăng được cái độ sáng của máy lên với một cái công suất như thế này. Thì chúng ta sẽ cần một cái con LCD ở đây, ở phần phần mà vàng vàng màu da cam anh em thấy là phần LCD, bên trên là phần nguồn và hai bên hông là hai cái loa. Thì giống thì như những cái con máy mà của cái ngày xưa ấy, thì nó sẽ như này này. Đây, đây là một cái con máy của những năm về trước đây. Thì nó sẽ là cái dạng chữ nhật như này, thì nó sẽ bóng đèn nó sẽ qua gương phản xạ qua một cái hệ thống gương như này. Thì nó sẽ rất là to và cồng kềnh. Tuy nhiên là với những cái con máy đời mới hiện tại thì nó đã bỏ đi cái gương phản xạ rồi và nó sẽ là một đường thẳng luôn từ bóng đèn qua LCD và qua thấu kính luôn. Nó sẽ giảm đi được khá những cái lượng ánh sáng dư thừa khi mà qua các cái gương phản xạ, nên là cái độ sáng và độ nét của nó sẽ đảm bảo được là ok hơn so với lại những cái con máy đời trước. Và cái kiểu thiết kế này thì nó giúp cho cái máy chiếu thì nó sẽ nhỏ gọn hơn, cũng như là cái phần LCD thì nó cũng có thể làm được nhỏ hơn. Và nhìn chung thì mình có xem một lượt thì từ các cái dây dợ cho đến các cái phần xung quanh với một cái con máy 2 triệu như thế này thì cũng đúng là cũng không thể đòi hỏi hơn được gì. Nó sẽ tối ưu nhất có thể. Và mọi thứ mình thấy nó làm cũng khá ok, chắc chắn phết đấy anh em ạ. Đây là cái hình ảnh thực tế khi mà test nhé. Con máy bé tí này thôi nhưng mà sáng phết. Chỗ này mình đang chiếu chỗ này là hơn 100 inch. Chiều ngang khoảng tầm là 2,4 m gì đấy. Này, nó tính năng tự động của nó, auto keystone tự động căn góc này, rất là nhanh. Thì con này thì nó có đầy đủ các cái ứng dụng bên trong, Netflix, YouTube, Wi-Fi, Bluetooth. Thì các cái ứng dụng này thì nó đã sẽ được tích hợp hết vào trong này. Chúng ta chỉ việc bắt Wi-Fi và sử dụng thôi. Thì phía sau hông máy là cái quạt tản nhiệt và bên cạnh là một cái loa. Nhìn chung là cái thiết kế nó khá là tối ưu và nó cũng tản nhiệt cũng rất là tốt. Và với cái mức giá mà rất là rẻ này, chưa đến 2 triệu cho một cái con máy thông minh, máy chiếu thông minh cơ động như thế này, rất là hay. Mình thấy đây là một cái con máy rẻ mà rất là đáng mua cho các bạn học sinh sinh viên hoặc những ai ngân sách thấp.